Thoa cái mắt dễ hay là khó? Làm thế nào để có thể thoa cái mắt đúng cách, hiệu quả, đơn giản để không bị sưng mọng, không bị kích ứng? Cùng tìm hiểu rõ xíu qua video ngày hôm nay. Hello, lại là Bác Xíu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bác Xíu. Và dành cho những bạn lần đầu đến kênh này, Bác Xíu có kênh fanpage là Bác sĩ Lê Trung Hiếu và group cộng đồng chăm sóc da khoa học. Các bạn có thể tham gia ở đây để đặt câu hỏi với cộng đồng để cùng có làn da đẹp hơn. Ok, và tại sao video này? Bởi vì hầu hết khi các bạn dùng bất kỳ sản phẩm nào thì các bạn đều không biết cách làm sao để dùng cho đúng cách. Và nếu mình không dùng đúng cách thì nó sẽ dễ bị các cái tác dụng phụ kích ứng, đỏ da, rát da, sưng mọng quá mức. Và video ngày hôm nay sẽ mách cho bạn 5 cách để thoa cái mắt đúng và hiệu quả. Đừng quên xem hết video này để có thể sở hữu chọn 5 cách này nha. Điều số 1 đó là thời gian thoa là vào buổi sáng. Tại sao mình không thoa kem mắt ở buổi tối mà lại nên thoa kem mắt ở buổi sáng? Thì nó không đúng hẳn đâu, nó có 2 trường hợp nhá. Trường hợp số 1 đó là nếu như da mắt của bạn rất là khô, rất là lão hóa thì mình có thể là dùng vào buổi tối cho những lần đầu tiên, đây là trong tháng đầu tiên nhá. Và nếu như mà da mắt của bạn lại có dấu hiệu là trùng nhão và chảy xệ nhiều hơn thì mình bắt đầu chuyển sang buổi sáng trước. Tại sao như thế? Bởi vì nếu như mà da mắt trùng nhão và chảy xệ mà mình lại bôi kem mắt rất là sớm vào buổi tối thì nó sẽ qua ngày hôm sau thì mắt mình sẽ sưng múp mọng lên. Thì đối với những chị em mà trên 40 tuổi bắt đầu dùng kem mắt thì nên bắt đầu dùng từ buổi sáng, còn dưới 40 thì có thể là bắt đầu dùng vào buổi tối được. Nhưng tất nhiên nó còn những yếu tố khác nữa thì mới biết được đâu là cách chính xác nha. Điều số 2 đó là kỹ thuật xoa kem mắt thì mình cần phải massage vùng quanh mắt. Khi da mắt của mình nó có nếp nhăn, nó nếp nhăn ít hay là nhiều, nó sẽ thường rải rác ở vùng dưới, bờ dưới ổ mắt hoặc là vùng hai bên đuôi mắt. Thế thì ví dụ đây là một hình ảnh về đuôi mắt nhăn này, thì đây là một cái hình ảnh mà các bạn sẽ cần phải có massage ở cái vùng tập trung phía rìa ngoài hơn. Hay đây là tình trạng mà cái rãnh nhăn mắt nó đã là nếp nhăn tĩnh, thì đây là trường hợp nhăn mắt ở những chị em mà có độ tuổi nhiều hơn trên 40 tuổi, hoặc là những chị em mà có thói quen là cười nhiều, đúng không? Cười tươi. Khi mà cười tươi như thế này thì đuôi mắt mình có rất nhiều chân chim thì cái này cải thiện nó sẽ rất là khó hơn. Còn cái bọng mắt mà nó khô nhăn thì cải thiện dễ hơn. Vậy thì cách massage mắt như thế nào? Thì trong bàn tay của mình thì cái ngón bạn nên dùng kem để thoa mắt ấy, thì bác sĩ Yếu hay dùng ngón áp út này vì cái lực của nó không quá là mạnh. Nếu dùng ngón trỏ được không nó cũng chẳng có sao cả thì bạn có thể cân nhắc, nhưng mà ngón áp út thì nó sẽ là nhẹ hơn và da của nó sẽ mềm hơn thì thoa mắt nó đỡ bị xước, không nhỉ? Thì kỹ thuật xoa mắt như sau: các bạn sẽ để cái ngón áp út phía bên trong ở bên mắt như này đó, và mình đưa vòng bên trên hơi kéo giãn lên. Và lưu ý động tác khi mà mình massage ở nửa trên thì mình không được có xu hướng là kéo gục cái ngón tay mình xuống, vì nếu như bạn kéo xuống nó sẽ dễ làm cho mí mắt mình nó dễ sụp hơn, vì bản chất cái cơ trán là cơ nâng cung mày nó đã bắt đầu yếu ở độ tuổi già khi mà mình ngoài 30 rồi. Động tác kéo xuống làm cho mình dễ sụp mí, thì mỗi ngày massage nó sẽ phải hướng, nó phải đưa lên như này đó. Thế lý do tại sao mình không kéo xuống dưới như này, đúng không? Kéo dưới này rất khó luôn, mình phải đưa lên này. Nên đưa từ bên ở mi mắt trên thì bắt đầu đưa từ bên trong ra bên ngoài và hướng lên trên như này đó. Các bạn hãy thử tập làm nhé, hãy lên ngón tay tập làm massage lên trên này đó. Và tiếp xuống bên dưới thì động tác của mình là đẩy gọng mắt đi lên, không được kéo xuống nhá, mà bọng mắt bên dưới phải đẩy lên, bởi vì khi đẩy lên thì nó làm giảm cái rãnh nhăn mắt, cái rãnh mắt đó, rãnh lệ, thì mắt mình nó sẽ dễ đầy hơn. Sau đó đây là động tác mình có thể làm đến khi nào kem mắt nó hơi khô nhẹ là được đó. Và sau khi hết bước này bạn có thể massage thêm ở vùng đuôi mắt đó, massage thêm ở vùng đuôi mắt. Và vùng đuôi mắt hướng massage mình phải massage theo hình chôn ốc tròn như này, mà theo một diện lớn tùy theo cái vùng nếp nhăn đuôi mắt của bạn. Nếu như mà bạn có nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt thì mình có thể massage nó phải thư giãn nhiều hơn, còn nếu ít thì mình có thể làm ít hơn và tiếp tục làm cho đến khoảng từ 2-3 phút thì mình có thể dừng lại. Phần số 3 là thời gian massage các vùng. Vậy thì để mà biết thời gian chính xác thì nó không thể có một công thức cố định, nó sẽ phụ thuộc vào da mắt của bạn là nhăn ít hay nhăn nhiều và kem mắt bạn lấy nhiều hay ít và bạn đã dùng được lâu năm hay chưa. Vì nếu như mà mình có thể dùng lâu và mình thích ứng được cái loại kem mắt đang dùng ấy, thì bạn có thể là lấy một lượng nhiều hơn và massage lâu hơn. Nhưng trung bình mới sử dụng sẽ là 1-2 phút trong tháng đầu tiên,
sau đầu tiên thì bạn có thể tăng lên là 2 đến 3 phút. Đó, tăng dần lên. Điều số 4 đó là chỉ massage đến khi nào kem mắt bắt đầu nó se và nó khô lại. Tại sao như thế? Bởi vì nếu như mình massage bằng động tác chay như này, nó không khác gì động tác ma sát. Bạn hãy tưởng tượng hình dung khi mà mình kỳ cọ, mình tắm, động tác mình kỳ mặt nó quá mạnh thì da rất dễ bị đỏ. Và nó đỏ không phải vì sản phẩm nữa, mà đỏ do chính tay của mình nó làm gây ra ma sát. Nên là khi động tác massage mắt thì bạn phải đợi khi nào mà kem mắt nó bắt đầu hơi se là mình dừng lại. Và sờ cái nếp, cái da của mắt bắt đầu cảm giác nó mềm, nó mịn thì bắt đầu mình sẽ dừng lại. Nó cảm giác thôi chứ còn nó chưa hết nhăn được ngay đâu, làm sao chuyện nhanh như thế được. Mình phải có một thời gian lâu đủ dài nhá. Thế còn nếu 1-2 tháng mà các bạn dùng kem mắt mà mình đã chán thì làm sao mà nó hiệu quả được. Nên là nhớ là khi nào hơi se là mình dừng lại. Hoặc là nếu như các bạn bắt đầu có cảm giác thấy nó bị rát này, có dấu hiệu bị rát, thì đó là do lực của bạn nó quá mạnh. Thì rất là cân nhắc tại sao mình cần dùng áo út. Cái lực quá mạnh nó cũng dễ làm rát. Và điều thứ ba dễ làm rát nữa, đó là khi mình massage này nó tăng nhiệt độ làm cho vùng này hơi nóng hơn. Thì nóng hơn thì các cái cửa ngõ hấp thu sản phẩm ở trên da nó sẽ mở rộng hơn, thì sản phẩm nó sẽ thẩm thấu được lâu, được sâu hơn. Nhưng mà thẩm thấu sâu thì ai cũng thích đúng không, nhưng mà sâu quá thì nó đau đúng không nhỉ. Sâu quá thì nó dễ bị rát, kích ứng. Nên là khi mà cảm giác bị rát và đỏ thì mình cần phải dừng lại. Hoặc nếu bạn nào mà bị kích ứng nha thì cũng nên là dừng lại, không nên cố quá nha. Điều số 4, hoa trên nền da mắt ẩm. Thường các bạn sẽ đợi ma mắt mình khô cong mình mới bôi kem mắt đúng không? Không có lý do gì các bạn lại làm như thế cả. Bởi vì nếu như bạn thoa một kem mắt trên nền da khô thì nó không thể có cái gì nó giữ ẩm được. Rất giống với nguyên tắc của da, đó là cấp nước trước và giữ nước sau. Cấp nước là gì? Mà mình thoa trên một nền da ẩm thì chính cái nước mình vừa bôi nó sẽ thẩm thấu một phần rất nhỏ vào lớp thượng bì. Và động tác khi mình thoa kem mắt trên nền da ẩm, nó không những là giúp giữ nước làm cho cái da của mình, da mắt mình nó căng bọng và ẩm hơn, mà nó còn giúp cho giảm cái độ kênh giữa các tế bào da. Do đó thì nó thoa nó sẽ ngấm được sâu hơn. Do đó thì hãy cân nhắc rất là kỹ, là nhớ là thoa trên nền da mắt ẩm nhá. Các bạn hãy ghi xuống, đừng quên cái điều này để nó hiệu quả hơn. Điều số 5 đó là tăng dần thời gian sử dụng. Sau 1 tháng các bạn đã làm quen thì bạn có thể tăng tần suất lên là bôi cả sáng cả tối. Nhưng các bạn hãy cân nhắc những trường hợp sau thì mình không nên là tăng dần lên. Trường hợp 1 đó là cảm thấy mắt buổi sáng bị sưng húp thì không dùng nữa. Bởi vì kem mắt đối với nhiều chị em ấy, nó có khả năng thẩm thấu rất là nhanh. Có thể hôm trước bôi buổi tối, hôm sau mắt đã sưng vù lên rồi như bị ai đánh. Nó không phải dị ứng hay kích ứng, mà vì da mắt nó có khả năng ngậm ẩm nó sâu hơn so với vùng da khác. Vậy thì nếu như mà buổi sáng hôm sau thì mắt mình bị căng phù lên thì buổi sáng hôm đó thì chị em không nên dùng kem mắt nữa. Nhớ nhá, không dùng nữa. Và mình cắt cái thời gian buổi tối đi mà chỉ chuyển sang buổi sáng thôi. Và trường hợp số 2 đó là các bạn khi bôi kem mắt thì nó không bị các vấn đề như là kích ứng, ngứa và đỏ, thì mình có thể tăng lên cả sáng cả tối. Trường hợp số 3 đó là những trường hợp mà cơ địa gầy, họ mắt nó bị sâu hơn và da mắt có nhiều rãnh khía nhăn, thì mình có thể tăng lên sáng tối sớm hơn, có thể sau 2 tuần, nhưng mà 1 tháng nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì đối với những cơ địa mà khi mà chúng ta mặt gầy hốc hác thì cái bọng mắt của mình nó rất sâu và nó hay bị khô, thì mình tăng liều lên thì cảm giác mắt nó sẽ đầy đặn hơn. Còn nếu như mà bọng mắt của mình mà nó đã rất là phù, nó đã cần phải để nâng cơ rồi ấy, thì nếu mình thoa như thế thì mắt mình rất là sưng húp và nhìn nó rất tệ. Ok, và trên đây là 5 điều bác sĩ muốn chia sẻ với các bạn để giúp chúng ta thoa kem mắt chính xác và hiệu quả hơn. Và đừng quên like, subscribe kênh của bác sĩ để có thêm những video mới và chia sẻ để nhiều người biết những thông tin hữu ích. Bye bye và xin chào.